Tổng thống Biden bác phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc về tập trận hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 1 nói Washington chưa thảo luận với Seoul về việc tập trận hạt nhân chung, trái ngược với phát biểu của người đồng cấp Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol trước đó nói Seoul và Washington đang thảo luận về các cuộc tập trận chung có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là kẻ thù không thể nghi ngờ. Không, ông Biden trả lời khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông có đang thảo luận về các cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc hay không, theo Reuters. Ông vừa quay lại Washington DC hôm 2 tháng 1 sau kỳ nghỉ 6 tuần ở quần đảo Viking thuộc Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đi cùng ông Biden trong kỳ nghỉ này. Phát biểu của ông Jun xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn báo chí được đăng hôm 2 tháng 1 sau lời kêu gọi chuẩn bị chiến tranh với khả năng áp đảo trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành một số lượng kỷ lục các vụ thử tên lửa trong năm qua và mới đây đã cho máy bay không người lái xâm nhập Hàn Quốc, theo giới chức ở Seoul. Vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, nhưng việc lập kế hoạch, chia sẻ thông tin, tập trận và huấn luyện nên được Hàn Quốc và Mỹ tiến hành chung, ông Jun nói trong cuộc phỏng vấn với báo Chosun Ilbo. Theo Tổng thống Hàn Quốc, việc lên kế hoạch và tập trận chung sẽ hướng đến mục đích thực hiện hiệu quả hơn chiến lược răn đe mở rộng của Mỹ và Washington cũng khá tích cực về ý tưởng này. Răn đe mở rộng là cụm từ ám chỉ khả năng của quân đội Mỹ, đặc biệt là lực lượng hạt nhân, trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Washington. Cuộc phỏng vấn xuất hiện một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này theo cấp số nhân. Tại một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên vào tuần trước, ông Kim tuyên bố Hàn Quốc đã trở thành kẻ thù không thể nghi ngờ của Triều Tiên và đề ra các mục tiêu quân sự mới, cho thấy khả năng năm nay sẽ tiếp tục là một năm căng thẳng giữa hai miền bán đảo. Trong ngày cuối năm 2022, Triều Tiên cũng đã giới thiệu các hệ thống rocket phóng loạt siêu lớn mới mà ông Kim nói là có khả năng mang đến đầu đạn hạt nhân chiến thuật, cũng như có thể tấn công bất cứ đâu ở Hàn Quốc. Mối quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên từ lâu đã căng thẳng, nhưng thậm chí còn căng thẳng hơn kể từ khi Tổng thống Jun nhậm chức vào tháng 5 năm 2022, hứa hẹn sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, đi ngược lại cách tiếp cận của người tiền nhiệm Moon Jae-in.